Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái vấn đề liên quan đến cô nhà báo Hàn Ly, cùng với đó là Nhâm Hoàng Khang, xung quanh câu chuyện của chị Hằng. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết được cái IT Nhâm Hoàng Khang này cũng đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội, và đã làm cho rất nhiều người phải khiếp sợ về cái bản tính thẳng thắn cũng như là cái soi mói, cái độ soi mói của anh ta trong vấn đề công nghệ. Tức có nghĩa là anh ta có thể dựa vào cái khả năng của bản thân để mà truy cập vào bất cứ một cái trang cá nhân khác, tất nhiên là không cần ý kiến đồng ý của người ta. Vậy thì những cái hành động này nó đúng hay là sai? Nếu mà nói theo quy định của pháp luật thì nó sai thưa các bạn. Nhưng chúng ta sẽ đi sâu chuỗi một số những cái vấn đề mà mới đây thôi cái cô nhà báo Hàn Ly không biết là đang biện minh cho mình về những vấn đề của Nhâm Hoàng Khang trong cái phiên tòa sắp diễn ra để mà xét xử Nhâm Hoàng Khang hay không, cũng như là cái sự việc của chị Hằng với rất nhiều những cái thông tin, những cái mà họ cho rằng liệu chị Hằng có điều khiển Nhâm Hoàng Khang hay không. Các bạn cũng biết được với cá tính của Nhâm Hoàng Khang, vào cái thời gian tháng 6, tháng 7 đó, anh ta đã quay sang và đã kích ngược lại chị Hằng với rất nhiều những cái lý do, với rất nhiều những cái hành động khác nhau. Và nó được gọi là bêu xấu, không ăn được thì đạp đổ. Và nó thể hiện một cái con người chưa chín chắn, chưa chững chạc, nghĩ gì làm đó chứ không thể nào có những cái suy nghĩ cặn kẽ được. Hơn nữa thì chúng ta cũng có thể nhận ra rằng anh ta đã sử dụng Mai Thúy trong những lần căng thẳng. Vậy thì vấn đề này nó có quan trọng hay không? Phải nói rằng anh ta là một người tài trong vấn đề IT, là một người rất là nhạy bén trong vấn đề IT thưa các bạn. Và chính vì vậy cho nên anh ta mới được chú ý đến trên cộng đồng mạng bởi rất nhiều những cái sự việc mà anh ta đã truy cập vào trang cá nhân của một số những người nghệ sĩ để rồi sâu ra rất nhiều những cái điểm khuất ở bên trong đó. Vấn đề Nhâm Hoàng Khang có bị lỗi hay không là do những người kia tố cáo Nhâm Hoàng Khang. Chứ theo mình nghĩ thì nó không liên quan gì đến chị Hằng. Đó là những cái suy nghĩ chủ quan của mình. Còn cơ quan chức năng họ kết luận như thế nào, họ điều tra ra sao, thì đó là việc của cơ quan chức năng và Nhâm Hoàng Khang cùng với rất nhiều những người khác. Còn việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nhâm Hoàng Khang không phải là cái tội đó, mà là cái tội anh ta dựa vào cái khả năng của mình lần mò vào một cái trang web được cho là một cái trang web cờ bạc, rồi nắm giữ rất nhiều những cái thông tin bên trong đó, rồi ép họ phải giao cho anh ta 500 triệu. Nhưng qua nhiều lần bàn bạc thì những người kia đã đưa cho anh ta 400 triệu, chuyển khoản cho anh ta 400 triệu. Và sau đó họ tố cáo lên cơ quan chức năng. Thay vì anh ta có những cái khả năng đó, anh ta tìm ra được những cái vấn đề của những người cờ bạc kia, rồi báo công an, thì anh ta lại tống tiền thưa các bạn. Chính vì vậy cho nên cái giá mà anh ta phải trả đó là phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng. Vậy thì tại sao mình muốn nhắc đến Nhâm Hoàng Khang trong cái vấn đề của cái cô nhà báo Hàn Ly kia? Thì cái video mới đây, cô nhà báo Hàn Ly cũng đã thể hiện những cái quan điểm của mình đối với câu chuyện của Nhâm Hoàng Khang và kể lại lý do vì sao có những cái xích mích với chị Nguyễn Phương Hằng. Và trong câu chuyện này của chị ấy thì mình thấy một điều rằng cô ta đang biện minh cho tất cả những vấn đề mà cô ta làm từ đầu đến giờ. Tại vì sao mình nói như vậy? Chị ấy nói rằng không biết ở đâu ra mà Nhâm Hoàng Khang lại có thể cho rằng chị ấy là Thanh Trần. Luật sư Thanh Trần chính là nhà báo Hàn Ly. Và rồi chị ấy nói rằng chị ấy đã liên hệ với thầy Quân nhưng không được. Và sau đó thì chị Hằng lên trang cá nhân và chị đích danh chị ấy là Hàn Ly. Cùng với đó là nói rằng chị ấy có liên can đến ông Tất Thành Cang. Và chính vì lẽ đó nên chị ấy đã nộp đơn tố cáo bà Hằng. Nhưng mà các bạn phải biết rằng, quay ngược lại một chút xíu, thì ngay từ ban đầu chị ấy nói, chính Nhâm Hoàng Khang là người đã khẳng định rằng Thanh Trần chính là Hàn Ly. Chứ không phải là chị Hằng chỉ ra thưa các bạn. Chị Hằng chỉ nhìn nhận qua cái câu chuyện của Nhâm Hoàng Khang chia sẻ trên cộng đồng mạng. Bởi vì nếu mà ai theo dõi câu chuyện cũng có thể nhớ lại rằng Nhâm Hoàng Khang đã khui ra rất nhiều những cái điểm đen trong trang cá nhân của một số người. Và những điều này hoàn toàn là sự thật.
Cho nên lúc ấy ai cũng nghĩ rằng Nhâm Hoàng Khang này có khả năng làm được những điều như vậy. Vậy thì tại sao lại tin tưởng quá vào Nhâm Hoàng Khang trong thời gian đó? Bởi vì thưa các bạn cũng có thể nhớ lại rằng anh ta luôn khẳng định trong những cái clip, trong những cái dòng status, bởi vì anh ta rất ít làm clip, sau này mới làm clip thôi. Và anh ta chia sẻ và những cái đoạn ghi âm. Và trong những cái đoạn ghi âm đó thì anh ta sâu ra những cái bằng chứng khi mà anh ta cho rằng có liên hệ và làm bất cứ việc gì cũng báo cho cơ quan công an. Cho nên vậy, những người ở trên cộng đồng mạng mới tin tưởng tuyệt đối vào anh ta. Và đâu đó chị Hằng cũng có những cái vấn đề tin vào những cái điều Nhâm Hoàng Khang nói. Vậy thì rõ ràng chính Nhâm Hoàng Khang là người đã khẳng định luật sư Thanh Trần chính là nhà báo Hàn Ly, chứ không phải là bà Hằng. Đúng không thưa các bạn? Vậy một câu hỏi nữa đặt ra ở đây dành cho cái cô nhà báo Hàn Ly này, cũng dành cho tất cả các bạn, đó là tại sao chị Hàn Ly lại không tố cáo Nhâm Hoàng Khang mà lại đi tố cáo bà Phương Hằng? Đó là một điểm rất là lạ thưa các bạn. Vậy thì sau khi cái cô nhà báo Hàn Ly này tố cáo bà Hằng thì có đã dừng lại theo đúng cách mà những người đang công tác ở một tờ báo chính thống của Việt Nam họ thường làm hay không? Không. Và cô ta đã chiến đấu trên mạng xã hội cho đến ngày hôm nay. Mà chúng tôi không hiểu rằng chị ấy đã chiến đấu vì cái gì. Bởi vì khi tham gia mạng xã hội nó sẽ có hai mặt. Đối với những người thích cái cô nhà báo Hàn Ly này và luôn luôn chê trách bà Hằng, thì có lẽ họ sẽ ủng hộ những việc mà cái cô nhà báo Hàn Ly này làm. Nhưng đối với những người yêu mến chị Hằng thì họ lại nghĩ khác, và họ dành đủ mọi câu nói hoặc là chỉ trích dành đến cái cô nhà báo Hàn Ly này. Vậy thì nhìn nhận được cái vấn đề đó, nhìn nhận được cái vấn đề phức tạp đó, nó làm ảnh hưởng đến cá nhân của cô ta, cũng như là ảnh hưởng đến công việc, cơ quan của cô ta. Vậy tại sao cô ta vẫn làm, thưa các bạn? Đó là một cái câu hỏi rất là lớn mà mình cảm thấy là băn khoăn đối với cái chị Hàn Ly này. Tại sao chị ta không dừng lại? Và tại sao chị ta lại không tố cáo Nhâm Hoàng Khang mà lại đi tố cáo bà Hằng ngay trong thời gian đó? Có phải là bà Hằng là người quan trọng trong cái drama này, và cô ta thể hiện là mình là một người có bản lĩnh, mà bà Hằng đang là tâm điểm của rất nhiều người? Vậy thì phải chăng cô ta đang muốn chứng tỏ bản thân mình rằng chỉ có cô ta mới trị được bà Hằng? Chắc hẳn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cũng đã theo dõi câu chuyện này rất là lâu, và cái nhân vật Hàn Ly cũng không xa lạ gì với các cô chú anh chị nữa. Và cô ấy nói gì, thể hiện ra sao, làm những việc gì, có nói về bà Hằng hay không, và nói như thế nào về bà Hằng, có moi móc đời tư quá khứ của bà Hằng hay không, có moi móc những vấn đề của Đại Nam hay không, có moi móc những vấn đề của ông Dũng hay không. Tất nhiên, tất cả những điều đó đều có. Vậy thì theo mình nghĩ rằng, mặc dù trước đây cơ quan chức năng đã bác đơn tố cáo của bà Hằng dành cho cái cô nhà báo Hàn Ly này, nhưng đâu đó khi mà cơ quan chức năng tiếp nhận cái lá đơn tố cáo của cô nhà báo Hàn Ly dành cho bà Hằng, và nếu có mang ra xét xử thì chắc chắn luật sư của bà Hằng sẽ có những cái vi bằng để bác đi những cái vấn đề của cái cô nhà báo Hàn Ly này. Theo mình nghĩ là như vậy. Bởi vì tất cả cái câu chuyện từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến to, nó đều phải có vạch xuất phát. Tức có nghĩa là có lửa thì mới có khói, thưa các bạn. Phải có những cái tác động như thế nào đó thì bà Hằng mới xúc phạm đến cái cô này. Từ cái cô nhà báo Hàn Ly này thì chúng ta cũng có thể thấy được có rất nhiều người khác, như là luật sư Sĩ, cùng với đó là Thanh Việt, người mà mình cho rằng Thanh Việt chính là luật sư của ông Yên. Trong thời gian mà đi lên công an thành phố, có ông Yên và 5 người luật sư khác. Theo mình thì cái việc mà của chị Hằng với lại cái cô nhà báo Hàn Ly, nó chỉ là việc đấu tố qua lại, giống như hai người dân bình thường cãi cọ nhau ở trên đường phố. Nhưng mà ai cũng muốn đưa ra cái luận điệu của riêng mình. Và hai người phụ nữ này là hai người phụ nữ có cá tính, ai cũng có cá tính cả, nên không ai nhường nhịn ai. Đó là một cái vấn đề rõ nét nhất mà mình muốn nói cho các bạn. Chứ thực tế ra trước đây chúng ta cũng có thể biết rằng bà Hằng cũng không biết cái cô nhà báo Hàn Ly này là ai, và cũng có thể cái cô nhà báo Hàn Ly này cũng không biết bà Hằng là ai. Vậy thì chẳng nhẽ có một câu hiểu nhầm,
ngay từ ban đầu, để rồi cái cô nhà báo hành lý này lại đi thù hằn đến nỗi chiến đấu trên cộng đồng mạng liên tục như vậy. Chị ta nói rằng chị ta phản biện trên mạng xã hội để lấy lại cái danh dự của chị ta, để chứng minh, để chứng minh tất cả những cái sự việc là không phải do chị ta. Không hiểu sao chị lại biện minh cho những vấn đề đó. Vậy thì tất cả những vấn đề mà chị đưa ra về Đại Nam, về bà Hằng, về ông Dũng trước đây, trong rất nhiều những cái clip trước đây, mặc dù chị không nói thẳng, nhưng chị lúc nào cũng đặt ra những cái câu hỏi là tại sao và vì sao lại có những cái vấn đề đó. Từ những cái vấn đề cao su của bà Hằng, rồi chồng cũ của bà Hằng, thậm chí chị là người phụ nữ mà chị còn mỉa mai bà ấy rằng bà Hằng lấy ông chồng nào, ông chồng đó đi tù. Vậy thì chị có đang xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bà ấy hay không? Chị thấy đó, cũng có rất nhiều người làm ảnh hưởng đến danh dự của ông Phạm Nhật Vượng mới vừa đây, và họ cũng đã bị xử lý ngay lập tức. Bởi vì ông Vượng là một doanh nghiệp lớn, nhất nhì Việt Nam. Vậy thì mình hỏi chị, ông Dũng và bà Hằng có phải là một doanh nghiệp lớn hay không? Họ cũng vậy thôi, họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về danh dự của chính bản thân họ. Họ còn đối tác làm ăn, họ còn những dưới họ còn rất nhiều những cái công nhân nhìn vào họ. Vậy thì nó có ảnh hưởng không chị? Nói ở đây không phải là mình đay nghiến cái cô nhà báo Hàn Ly này, mà mình chỉ muốn nhắc cho cô ta biết được rằng đừng đưa cái tôi của mình ra quá cao để rồi xem thường người khác, nói bất chấp, nói theo hội đồng để vùi dập họ. Chị thử nhìn nhận lại tất cả những người phản biện giống như chị và đã từng gặp chị, xem họ nói gì về bà Hằng. Có phải là họ đang nói sai sự thật hay không? Tại sao lại có cùng suy nghĩ là bà Hằng lấy người chồng nào thì người chồng đó đi tù? Vậy trên báo chính thống họ đưa ra như thế nào? Có phải là ông chồng, ông Giang, chồng cũ của bà Hằng đã đánh đập bà ấy? Bản thân là một người phụ nữ, chị phải hiểu và có sự đồng cảm với những cái vấn đề đó chứ. Nhưng mình thấy ở cái khuôn mặt của cái cô nhà báo Hàn Ly này rất là tỉnh táo, bình thường trước tất cả những cái sự việc. Chắc hẳn cô ta đã va chạm quá nhiều. Và không biết chị có bao giờ đặt ra một cái câu hỏi rằng mình nổi tiếng lên là vì ai? Được nhiều người biết tới hơn là vì ai? Có phải là vì bà Hằng hay không? Và đến bây giờ khi mà có rất nhiều người biết đến chị, chắc hẳn chị đang nghĩ rằng mình thật là tài giỏi, nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ vì có bà Hằng, chị mới được nổi như ngày hôm nay. Còn mình nói thật, cái kênh YouTube của chị, nếu không có cái drama của chị Nguyễn Phương Hằng, thì mình nói thẳng một câu rằng đến mùa quýt chị mới đạt được cái nút bạc mà chị để sau lưng. Nói thô mà thật, thưa các bạn, nói ở đây không phải là bôi bác hay là khinh thường chị, mà nói ở đây là cái vấn đề chị làm cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Bởi vì trước đây bà Hằng cũng không có biết chị. Và cái người mà chị muốn tố cáo đáng lẽ ra là Nhâm Hoàng Khang chứ không phải là bà Hằng. Vậy tại sao ngay từ ban đầu chị không tố cáo Nhâm Hoàng Khang mà lại đi tố cáo chị Hằng? Đó là một cái điều mà mình thấy lầm lạ, cho nên mới đặt ra cái câu hỏi này. Thôi thì chúng ta cứ chờ đợi xem luật sư của bà Hằng có lập vi bằng với những vấn đề của cái cô nhà báo Hàn Ly này hay không, để đối chất trước tòa. Thì với những cái mà cái cô nhà báo Hàn Ly làm với bà Hằng, đó cũng là những cái bằng chứng để có thể cung cấp trong phiên tòa xét xử, thưa các bạn. Và ở clip sau mình sẽ nói sâu hơn về vấn đề công ty Đại Nam, cũng như là về vấn đề ông Huỳnh Uy Dũng, kể cả là cái cô nhà báo Hàn Ly này cùng với rất nhiều người đã có những cái vấn đề liên quan đến công ty Đại Nam, bôi bác doanh nghiệp. Và bôi bác ở đâu, làm như thế nào thì clip sau mình sẽ sâu ra rõ hơn cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng xem. Và bây giờ mình xin được kết thúc cái clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì thời gian vừa qua các cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ cái kênh của mình. Thì ngày hôm nay như lời đã hứa là mình sẽ đưa những cái dòng sản phẩm của Tây Nguyên để phục vụ đến các cô chú, anh chị và các bạn. Nhà mình thì có hai dòng sản phẩm do chính gia đình mình làm ra. Cái sản phẩm đầu tiên đó là mật ong. Đây là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê. Hoa cà phê bắt đầu từ đầu năm, và đầu năm sẽ thu hoạch mật ong như thế này. Nó là nguyên chất hoa cà phê. Ban đầu lấy thì nó sẽ là màu vàng ươm, rất là đẹp.
và dần dần thì nó ngả màu ra. Nhưng thời gian bảo quản thì là năm này qua năm khác nếu đã là mật nguyên chất, thưa các bạn, không sợ hư hỏng gì cả. Đặc biệt hơn nữa là nó rất tốt cho sức khỏe, cho người già, thanh niên, các em nhỏ. Các bạn có thể pha một ít vào mỗi buổi sáng bằng nước ấm để uống, hoặc là có thể cho các em nhỏ ăn bánh mì để quẹt với mật ong, rất là ngon, thơm, thưa các bạn. Khi các bạn mở nắp ra và ngửi lên mũi thì các bạn sẽ thấy mùi thoang thoảng hoa cà phê. Đó là đặc sản của gia đình mình, và nó vừa chất lượng và đảm bảo an toàn 100%, thưa các bạn. Cái sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cà phê nguyên chất. Đây là gói cà phê nguyên chất của bên mình. Do tình hình dịch bệnh cho nên mình chưa in được kịp cái nhãn mác lên, thì mình đang đặt và người ta đang in. Đây là cái gói cà phê nửa ký, trọng lượng là nửa ký. Trong này là cà phê nguyên chất và đây là cà phê sạch. Tại vì sao mình nói là cà phê sạch? Bởi vì những hạt cà phê mà gia đình mình trên nông trại của bên nhà mình chọn ra là những hạt cà phê chín và chắc. Hơn nữa thì gia đình mình sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây cà phê, cho nên rất đảm bảo về độ an toàn, không sử dụng phân hóa học, thưa các bạn. Rất là tuyệt vời, rất là sạch. Trong cái hàm lượng cà phê nguyên chất này thì bên gia đình cũng pha thêm một chút hương vị đặc biệt, đặc trưng của gia đình, đảm bảo với các bạn rằng uống vào rất là thơm ngon. Và mong tất cả các bạn hãy ủng hộ mình với hai dòng sản phẩm, đó là mật ong nguyên chất và cà phê nguyên chất. Mọi thông tin thì các bạn có thể nhắn tin lại cho mình để mình có thể ship đến cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn để sử dụng, thử xem, rất là ngon. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị. Chúc cho cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn có sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin chào.